9 tháng năm 2024, nhập khẩu nhóm hàng điện tử, máy tính và linh kiện đạt hơn 79 tỷ đô la Mỹ và dự báo là mặt hàng đầu tiên trong lịch sử đạt giá trị nhập khẩu 100 tỷ đô la Mỹ. Tổng cục thống kê cho biết, trong 9 tháng năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt trên 570 tỷ đô la Mỹ, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2023. 9 tháng năm 2024, trị giá xuất khẩu của nhóm hàng điện tử, máy tính và linh kiện đạt trên 52 tỷ đô la Mỹ, chiếm 17% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng mạnh 27% so với cùng kỳ năm 2023, là mức tăng cao nhất trong nhóm các mặt hàng có giá trị xuất khẩu dẫn đầu. Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của nhóm hàng điện tử, máy tính và linh kiện sơ bộ đạt hơn 79 tỷ đô la Mỹ, chiếm tới 28% tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng mạnh 25% so với cùng kỳ năm 2023 cũng là mức tăng cao nhất trong nhóm các mặt hàng có giá trị nhập khẩu dẫn đầu. Đây là tín hiệu tích cực về sự phục hồi của sản xuất cũng như xuất nhập khẩu sản phẩm điện tử, máy tính và linh kiện trong năm 2024. Dự báo trong thời gian tới, nhóm hàng này sẽ tăng trưởng mạnh mẽ và đóng góp tích cực vào sự phục hồi của cả nền kinh tế Việt Nam.